VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Nói về chiếc micro có dây giá rẻ, mang chất âm tốt mà có khả năng chống hú, thì đây là một trong những băn khoăn của nhiều khách hàng khi tìm đến với VDA. Bởi vì trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều thương hiệu khác nhau mà không phải khách hàng nào cũng tự tìm cho mình một chiếc micro phù hợp. Và hiểu được điều đó thì ngày hôm nay VDA mang đến cho quý vị hai chiếc micro có dây giá rẻ thuộc thương hiệu BS Audio đang làm mưa làm gió trên thị trường audio Việt Nam và hứa hẹn sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho dàn âm thanh của gia đình bạn trong dịp Tết đến xuân sang này. Đầu tiên phải nhắc đến chính là micro BF Audio X8, là micro có dây tốt nhất BF Audio với dây 3 lõi xịn dẻo 100%, dài 6m chuẩn karaoke. Micro BF Audio X8 có thiết kế đẹp mắt khi mà khoác lên màu vàng đồng sang trọng, các chi tiết gia công sắc sảo, đặc biệt là được trang bị vòng chống lăn bằng nhựa màu xanh ngọc bích là điểm sáng cho toàn bộ thiết kế. Nói về những tính năng nổi bật thì micro BF Audio X8 cho chất âm đầy đặn, ấm áp, dù hát lớn cũng không có tình trạng bể tiếng. Độ hút âm cực kỳ nhạy khi mà micro BF Audio X8 là dòng micro đa hướng, tức là micro có khả năng hút âm từ nhiều hướng. Dù bạn không hướng micro về khuôn miệng thì âm thanh vẫn to rõ, hiệu suất hoạt động cao, khả năng chống hú rít tốt. Và nếu bạn thực sự yêu thích chiếc micro BF Audio X8 này thì tại VDA của chúng tôi đang bán với giá khuyến mãi chỉ 1 triệu 300 nghìn đồng. Và micro còn lại mà Linh Tâm nhắc đến trong video ngày hôm nay cũng là một trong chiếc micro có dây thuộc thương hiệu BF Audio nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khách hàng, micro BF Audio K9000. Tại VDA, chiếc micro này cũng đang bán với giá khuyến mãi chỉ 1 triệu 300 nghìn đồng. Điểm đặc biệt của chiếc micro này chính là gam màu vàng óng mượt mà sang trọng mà bạn không thể nhầm lẫn với bất kỳ sản phẩm nào khác. Đây được coi là dòng micro có dây chuyên nghiệp dành riêng cho dàn karaoke và phòng trà với dãi tần đáp ứng 50Hz đến 15kHz. Micro sử dụng củ mic không dây cho âm thanh trầm ấm, trong sáng, trung thực, rõ nét, độ nhạy cao, có khả năng chống hú rít tốt. Tay cầm micro mạ chrome chống rỉ với dây dẻo xịn dài 8m chuẩn karaoke, rắc cắm chắc chắn. Vừa rồi chúng ta đã điểm danh xong hai chiếc micro có dây giá rẻ thuộc thương hiệu BF Audio hot nhất năm 2018. Và đây cũng là hai cái tên bán chạy nhất tại VDA của chúng tôi. Và nếu như quý vị yêu thích một trong hai chiếc micro trên thì đừng quên là VDA luôn có vòng thử để quý vị test trực tiếp chất lượng sản phẩm. Và hãy đến VDA để nhận được những phần quà ưu đãi cũng như là giá tốt nhất thị trường. Còn bây giờ, like, share và subscribe cho kênh YouTube của VDA nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!